Chào các bạn, mình là bác sĩ Phan Long Vũ. Mình đang công tác tại bệnh viện cấp. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một phương pháp làm đẹp cho cái đôi mắt. Như người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Bởi vậy, khi nhìn vào đôi mắt, người ta sẽ thấy cái vẻ đẹp của mỗi người trong con mắt, đặc biệt là đối với phụ nữ. Vậy thì một đôi mắt như thế nào là một đôi mắt đẹp? Một đôi mắt đẹp là một đôi mắt to, tỷ lệ mắt cân đối, đồng thời mỡ và da thừa rất là ít. Vậy thì cái tỷ lệ mắt như thế nào là tỷ lệ mắt đẹp? Tỷ lệ mắt đẹp là tỷ lệ giữa khoảng cách độ rộng của mắt nó bằng khoảng cách giữa hai con mắt, tức là tỷ lệ khoảng cách từ giữa hai sống mũi giữa hai con mắt nó bằng với lại tỷ lệ độ rộng của con mắt, thì tức là 1, 1 và 1. Thì cái tỷ lệ đó người ta gọi là tỷ lệ vàng. Vậy thì làm gì để cho cái tỷ lệ, vậy thì có phương pháp nào để cho cái tỷ lệ đó đẹp hay không? Đó là cái phương pháp tôi muốn giới thiệu với các bạn hôm nay, là phương pháp mở rộng góc mắt. Thì đối với phương pháp mở rộng góc mắt thì đầu tiên tôi muốn nói với bạn một số về cái mắt như thế nào cần phải mở rộng. Đối với những đôi mắt mà nhỏ, hẹp, đồng thời thông thường á, nó sẽ có một cái nếp, người ta gọi là nếp rẽ quặt, nó sẽ che cái bên trong của mắt, hoặc là cái mí, cái độ rộng của cái mắt ở bên ngoài nó nhỏ, thì mình có thể mở rộng góc mắt trong hoặc là một góc mắt ngoài. Thì hiện tại tại bệnh viện MCAS đang có nhiều kỹ thuật, và tùy vào cái mỗi cái tình trạng mắt của bạn thì cái mình có sẽ có những phương pháp mà mở rộng trong hay ngoài khác nhau. Việc mở rộng góc mắt ở tại bệnh viện MCAS sẽ được thực hiện như thế nào? Hôm nay mình cũng muốn nói sơ về một số cái quy trình thực hiện mở rộng góc mắt tại bệnh viện MCAS cho các bạn. Đầu tiên, bác sĩ sẽ khám và tư vấn đánh giá tình trạng mắt của bạn có cần phải mở rộng góc mắt ngoài hay không, hay là chỉ cần phải xử lý da thừa, mỡ thừa là đủ rồi. Cái thứ hai là sau khi đã được bác sĩ khám và đánh giá tình trạng của mắt thì bạn sẽ được làm xét nghiệm để đủ tiêu chuẩn làm phẫu thuật hay không. Tiếp theo đó, bạn sẽ được bác sĩ tiền mê khám lại những cái tình trạng sức khỏe của bạn cũng như những kết quả xét nghiệm được đưa ra đầy đủ để xem lại tình trạng của bạn có chắc chắn cho phẫu thuật hay không. Sau đó nữa là sẽ được nhân viên dẫn vào trong phòng thay đồ và được bác sĩ vẽ mắt trước khi mình phẫu thuật. Còn các bước phẫu thuật thì nó sẽ kết thúc trong vòng khoảng từ 30 đến 45 phút tùy vào cái độ khó của mắt bạn như thế nào. Sau khi bạn được phẫu thuật khoảng 30 đến 45 phút thì bạn đã có một đôi mắt to tròn và bạn có thể quan sát kết quả ngay sau đó. Thông thường quá trình lành vết thương thì nó sẽ kéo dài trong khoảng vòng 1 tuần, và cái thời gian mà nó sưng mắt nhiều nhất là khoảng trong vòng 1 đến 2 ngày đầu, thường là tỷ lệ sưng rất là ít. Còn bao lâu thì đôi mắt của bạn nó hoàn toàn trở về bình thường, thì câu trả lời đó là thông thường là khoảng gần 1 tháng thì bạn đã thấy được mắt nó đã hoàn toàn trở về bình thường rồi. Vậy thì chăm sóc do cái vết thương mở rộng góc mắt sau phẫu thuật như thế nào? Đối với cái góc mắt ngoài á, mở rộng góc mắt ngoài thì chăm sóc vết thương hầu như rất là ít để lại sẹo. Nhưng mà đối với cái mở rộng góc mắt trong thì do nó nằm sát bên trong và nó có cái một cái ngay chỗ rẽ quặt có dây chằng anticanthus, bởi vậy bạn cần phải giữ cho cái vết thương nó không bị ẩm ướt và nó không bị dơ trong trước khi phẫu thuật. Thông thường tại bệnh viện MCAS đối với phương pháp mở rộng góc mắt trong và ngoài thì mình phải chỉ khoảng 1 tuần. Nếu mà bạn giữ vết thương nó ok thì hầu như nó cái sẹo rất là nhỏ hoặc là bạn có thể không thấy được. Vậy thì khi bạn cắt góc mắt tại bệnh viện MCAS và những nơi khác nó khác nhau như thế nào? Tại bệnh viện MCAS thì trước khi bạn được bác sĩ phẫu thuật, tức là sau khi bạn tư vấn và trước khi phẫu thuật thì bạn sẽ có một giai đoạn đó là chụp hình ảnh và xử lý trước trên máy để xem cái mắt của bạn như thế nào sau khi mở rộng góc mắt, để xem bạn có phù hợp với việc cái mở rộng góc mắt này hay không. Hệ thống mà xử lý hình ảnh cho bạn trước khi phẫu thuật đó là cái máy Morpheus. Đó là một cái máy công nghệ Hàn Quốc, bên mình đã xài được tầm khoảng 2 năm. Thấy kết quả khá là ok cho kết quả trước và sau, gần như là giống nhau sau phẫu thuật.